Trường Dương đi ngang đây thì Trường Dương thấy chỗ này có cái dàn tập gây ngon cả nhà, làm rất là sớm ha. Để Trường Dương ghi hình cho cả nhà xem thì đây là dàn tập của chùa gây ngon, chùa bốn mặt cả nhà, làm rất là sớm ha, làm xong rồi chiều chiều mấy đứa nhỏ ra đây tập bơi vỏ lãi cả nhà. Đây là dàn tập của gây ngon chùa bốn mặt ha, làm phía này cả nhà. Năm nay thì tập ở đây ha cả nhà, dòng sông rất là đẹp. Cái dàn tập này là của chùa bốn mặt ha cả nhà, làm rất là kiên cố luôn ha. Năm nay thì Trường Dương sẽ đi đến đây ghi hình các anh em tập cho cả nhà xem ha. Đây là dàn tập ha, còn giờ này thì mấy đứa nhỏ đang tập bơi vỏ lãi cả nhà. Chiều chiều chỗ này rất là vui luôn cả nhà, mấy đứa nhỏ ra chỗ dàn tập này đua vỏ lãi phước quới. Thì chỗ này thì lúc trước Trường Dương cũng đến đây để ghi hình đua vỏ lãi. Bây giờ thì mấy đứa nhỏ tập trước, hình như nghe nói tháng 9 vậy cũng có cuộc đua cả nhà, rất là vui luôn ha. Còn đây là cái dàn tập của nghe ngò chùa bốn mặt, làm rất là sớm. Chỗ này ghê quá. Dàn tập đó, cây rất là bự luôn cả nhà. Mấy đứa nhỏ ngồi, mấy nhỏ tập bơi kìa. Chiều ở đây rất là vui cả nhà, mát mát, mấy đứa nhỏ lại đi xuống đây tập. Để Trường Dương xuống cái vàng đó coi coi, chỗ này chỗ ngay chỗ cái miếu cả nhà, ở đây có cây bồ đề, cây đa rất là bự. Chào con. Đây là dàn tập của ngôi chùa bốn mặt cả nhà. Cầu thủ à. Bơi đi. Bơi đi con. Dạng lung viên nhí à. Ở đây chùa bốn mặt mình làm sớm quá ha. Làm dạng kiên cố quá ha. Hôm nay dạng lung viên tập ở đây mình cũng dễ quay hình. Đúng rồi. Dễ quay hình ha. Chỗ này chứ trong kia cũng hơi hẹp ha, hồi đó giờ mình tập trong kia hơi hẹp. Trong kia ngồi ngủ. Ở đây sáng chân. Ở đây nữa mình phải câu đèn ha. Dàn tập của gà ngon chụp bốn mặt. Chiều thì mấy em ra đây tập. Vỏ lãi, bơi vỏ lãi chơi. Vận động viên cô đơn cái vậy con, sao cô đơn cái vậy, không ai bơi hết chung nha. Xuống bơi chung với em đi. Em cô đơn quá kìa. Ở đây là cái miễu gì đó, đa kia bằng Slaten á. Slaten không không muốn bơi không không à. Chiều nào mấy đứa em cũng xuống đây tập vỏ lãi hả? Mỗi ngày. Ủa rồi chừng nào mới có cuộc đua nữa em? Chưa đâu em. Vậy đó hả? Ủa anh em hả? Dạ. Anh con đó hả? Quay con bơi đi. Quay con này con bơi đi. Hãy
Ở cái dàn tập cũng rất là lớn cả nhà. Dàn tập này chạy dài tới phía sau. Mấy em đây là vận động viên bơi vỗ lại. Cái dàn tập tiếng khừ cả nhà. Không chờ chuyển mưa nữa. Giờ nhân viên lên rồi kìa. Cô đơn quá lên rồi kìa. Mấy em này thì tập bơi vỗ lãi cả nhà. Thì Trường Dương chạy ngang đây thấy cái dàn tập này đẹp quá. Thì nghe nói là của Chùa Bốn Mặt nên ghi hình cho cả nhà xem. Đây chắc Trường Dương à. Bấm Trường Dương lên đúng không? Đúng rồi. Chú, bữa nay luôn nha. Chắc tối này không? Cái dàn tập này là Trường Dương nghĩ là nó sẽ sớm hơn mọi ghe cả nhà. Tại vì hôm ngày Trường Dương đi mấy chỗ chưa thấy cái dàn tập nha cả nhà. Thì chỉ có ra Chùa Bốn Mặt là thấy cái dàn tập trước ha. Dàn tập rất là đẹp luôn. Dàn tập rất là kiên cố cả nhà. Để Trường Dương xuống đi, để hình cho cả nhà xem. Rồi, cái miếng dán xuống cũng êm nha cả nhà. Đây, cái dàn tập kiên cố hai lớp cây luôn cả nhà. Rất là cứng luôn ha. Nữa là ở đây mình ghi hình cũng rất là đẹp luôn ha. Đợt này là Chùa Bốn Mặt chùa mà ở đây là tập ở đây là không bị muỗi nữa cả nhà. Ngay bờ sông rồi đèn sáng nữa. Chứ lúc trước thì tập trong cái kênh nhỏ. Cái vàng quá đẹp. Vàng quá cứng rồi cả nhà. Đi không thấy giống dít vậy trời ha. Mấy đứa nhỏ. Giờ này vui quá. Vận động viên nhí à. Này cái dàn tập mấy đứa nhỏ giờ này nó nãy giờ tập mấy vòng rồi cả nhà Trường Dương không lại thì trễ chắc mấy đứa nhỏ lên quá. Lên chắc không có tập nữa quá. Mấy đứa nhỏ chắc nghỉ tập hả em? Còn tụi nó nghỉ hả? Chưa đủ hả? Nhồi nhồi vậy. Giờ này vui ha. Cuối hàng một lao. Về đi mấy đứa nhỏ chút kìa. Giờ này đứng nó chụp hình cả nhà. Giờ nông viên hả? Giờ nông viên bơi vỏ lãi hả? Vậy hả? Ủa vậy là hai đội hả? À. Ủa, nãy giờ mấy em mới tập chưa? Rồi ghi hình một vòng cái dàn tập hay cả nhà. Thì thấy mấy em nó vui quá. Bây giờ thì Trường Dương xin kết thúc video nha cả nhà. Các em bé vẫn còn ngồi tập kìa. Quay luôn con, quay luôn. Ừ. Kết thúc video mình coi em bé bơi nha. Rồi thôi. Hai đội kia cả nhà, cái này là
là hai đội kia nha. Hai đội kia. Rồi, thì Trường Dương xin kết thúc video rồi cả nhà.